Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Tiếng chuông trong trẻo chợt vang vọng quanh phòng đấu giá đem sự huyên náo đến hỗn loạn lúc này từ từ áp chế lắng xuống. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều bắt đầu hướng lên trên đài thủy tinh. A à, à, chư vị, đã khiến các vị chờ lâu rồi đã như vậy ta cũng không dám nói vòng vo nữa để khỏi khiến các vị nóng ruột thêm một vị lão già tóc bạc trang phục chỉnh tề đem ánh mắt lão luyện đảo một vòng qua toàn trường dày đặc những người là người cuối cùng tập trung về phía những thế lực ngồi trên hàng ghế đầu mà dõng dạc hô thanh âm hùng hậu vang vọng là một gã chủ sự bán đấu giá kinh nghiệm phong phú hắn rất rõ ràng những người phía dưới lúc này đang cần cái gì cho nên nghi thức khai mạc gồm những lời giới thiệu vô nghĩa trực tiếp bị hắn vất đi bất quá quả thật chiêu thức ấy của lão nhân đúng là mang đầy đủ vị cay của gừng già hiệu quả khiến cả sảnh đường ào ào ủng hộ ít nhất là ngay cả vị huyết tông thiếu tông chủ kia bình thường lạnh lùng như một tảng băng cũng khẽ gật gật đầu là một đại hội bán đấu giá do bát phiến môn chúng ta chủ trì tất nhiên cũng sẽ không làm cho mọi người phải thất vọng Lão nhân vỗ vỗ tay cất cao giọng nói, "Ta tuyên bố, Hắc ấn thành đấu giá hội, hiện tại bắt đầu." Giọng nói vừa dứt thì đài thủy tinh thật lớn lúc này đột nhiên bừng lên một đợt ánh sáng chói mắt. Qua một lúc lâu khi ánh sáng dịu xuống, trên đài thủy tinh ngay phía trước mặt lão nhân đầu bạc chủ sự bán đấu giá hiện rõ một thanh trường kiếm màu xanh đậm. Thanh kiếm này dưới ánh sáng của những ngọn đèn lại ánh lên nét sáng bóng rực rỡ qua dấu vết năng lượng lưu chuyển quang thân thì hiển nhiên đây là một thanh ma hạch vũ khí đã được danh sư tỉ mỉ rèn luyện kiếm tên hàn phong do sắt rèn thành có thể nói là chém sắt như bùn sắt chém sắt lão tác giả dở hơi hơn nữa để hoàn mỹ lại được khảm thêm một quả tam phẩm băng hệ ma hạch nếu người sử dụng tu luyện thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính thì uy lực tất nhiên là cao thêm một bậc không thua kém thần binh lợi khí Mặc dù chỉ là một vật phòng thân nhưng chư vị nếu là có hứng thú cũng không nên tiếc rẻ chút tiền trong túi A à. tiền tài cố nhiên là đáng quý. Nhưng trước tiên cũng phải còn mạng mới có điều kiện để mà hưởng thụ phải không? Hà hà, lão nhân tay cầm lên cây kiếm, thần kiếm khẽ rung động bốc lên hàn khí nhàn nhạt, nhạt hình thành nên một màn xương trắng mờ mịt như có như không? Hắn quay đầu nhìn xuống phía phòng đấu giá mời mọc nói, giá khởi điểm là 10 vạn. Chư vị, mời mà hạch vũ khí sao tiêu viêm lẩm bẩm một tiếng đối với thanh kiếm kia hắn cũng không có hứng thú lắm hiện tại hắn đã quen dùng huyền trọng thước loại vũ khí này hình thể hùng vĩ khiến cho khi công kích mang lại uy thế áp đảo đối thủ nếu đổi lại để cho sử dụng loại vũ khí dài mảnh mang tính phiêu giật như trường kiếm thật sự là có chút không thích nghi nổi bởi vậy hắn cũng không có ý tham gia nâng giá dù sao hắn cũng biết tổng hàng tốt chân chính còn ở phía sau kia Đương nhiên tiêu viêm không có hứng thú không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú. Lấy chiến sĩ mà nói có một thanh vũ khí vừa tay cũng quan trọng như dược đỉnh đối với luyện dược sư bình thường vậy. Đó là công cụ kiếm cơm. Bởi vậy, lão già tóc bạc vừa dứt lời là cả phòng đấu liên tiếp vang lên không ít thanh âm ra giá. Vật phẩm đầu tiên này chỉ qua vài lần nâng giá liền bị một gã nam tử gầy yếu thần tình hưng phấn lấy 15 vạn kim tệ thành công mua về sau đợt đấu giá đầu tiên thuận lợi hoàn hành, kế tiếp trên đài lại xuất hiện thêm nhiều loại bảo vật khiến mọi người phải đỏ mắt thèm thuồng. Bảo giáp đấu kỹ công pháp dược liệu lần lượt xuất hiện. Thậm chí có một lần tiêu viêm còn có chút ngạc nhiên nhìn một vị tiểu mỹ nhân bị đem ra trình diện. Nàng tuổi cũng không lớn. Nhìn qua có lẽ chỉ khoảng 12-13 tuổi nhưng thân thể này nở gợi cảm khiến người khác phải líu lưỡi. Có thể nói là một Lolita tiêu chuẩn. Gương mặt lại tràn ngập vẻ khiếp đảm nhất thời liền, khiến lũ nam nhân cả ngày chỉ biết sát phạt trong sảnh kích động ra mặt. Cả đám như phát cuồng này cuối cùng lại đem giá cả nâng đến tận gần 13 vạn, làm cho vị chủ trì tóc bạc trên đài cười cầu tài đến như rách cả miệng. Tiêu Viêm ngồi trên ghế mềm thản nhiên quan sát diễn biến của trò hề này, mắt khẽ nheo nheo cố đợi xem có thứ gì có thể làm cho hắn động tâm không đến tận bây giờ đợt đấu giá này cũng không có xuất hiện vật gì có khả năng làm không khí toàn trường sôi sục hơn nữa những thế lực tai to mặt lớn tiềm lực tài chính mạnh mẽ ngồi trên hàng ghế đầu đến tận giờ phút này cũng không có đến một lần ra giá đình lại là một đạo tiếng chuông thanh thúy từ trên đài thủy tinh truyền xuống lão giả đầu bạc chủ trì lúc này thần tình tươi cười tiếp nhận một cái khay bạc nhỏ nhắn từ trên tay một vị thị nữ trên khay bạc có hai cái bình ngọc nhỏ trong suốt, trong mỗi bình ngọc đều có chứa một quả đan dược xanh nhạt. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull.vn đan dược vừa xuất hiện liền hấp dẫn không? Ít ánh mắt, dù sao ở trên đấu khí đại lục này. Đan dược chính là thứ có thể cùng công pháp so kè ngang ngửa về tầm quan trọng. Thậm chí một ít đan dược có tác dụng trực tiếp đề cao thực lực lại càng làm cho vô số người đỏ mắt thèm khát. Ha ha, viên này gọi là thanh linh đan. Danh tiếng của nó cũng là thuộc loại hàng đầu trong các loại đan dược. Nó có thể trợ giúp đấu sư dừng lại ở bình cảnh đột phá chướng ngại thăng cấp. Hơn nữa, thanh linh đan này là loại có hai văn. Sau khi dùng nếu vận khí tốt không chừng còn có thể mãnh liệt tiến thêm hai tinh thực lực. Lão giả đầu bạc chỉ vào trong bình đan dược cười dài nói. Bán đấu, giá sư nói xong lại khiến cả phòng đấu giá nổi lên từng chập xôn xao vô số người đem ánh mắt nóng bỏng dán vào bình ngọc trên khay bạc nọ loại đan dược có thể trợ giúp đánh vỡ vách tường giai cấp này cho dù là ở hắc giác vực cũng là thuộc loại không phải cứ muốn là gặp được đấu sư cùng đại đấu sư tuy rằng chỉ hơn kém nhau có một chữ nhưng với những người tu luyện mà nói con đường tu luyện gian khổ luôn phải khắc khổ tiến dần từng bước một so với loại tăng vọt gần như biến chất này thì chẳng khác gì bánh mì khô so với ma túy cả có không ít người cả đời cũng vẫn dậm chân tại cảnh giới đấu sư đỉnh phong mà không tiến thêm được một bước này nữa. Nhưng vấn đề có khi mang tính cả đời này vậy mà chỉ cần một quả thanh linh đan lại có thể dễ dàng giải quyết. Vì vậy, đan dược này xuất hiện cũng thu hút cả sự chú ý của những thế lực lớn ở hàng đầu. Dù sao chỉ một quả thanh linh đan là có thể bồi dưỡng ra một gã đại đấu sư nếu xem xét vấn đề trên góc độ lâu dài mà nói không thể phủ nhận là một vụ mua bán có lời dẫu sao mặc dù ở hắc giác vực này cường giả đình cấp mới là chúa tể thật sự nhưng đại đấu sư vẫn là lực lượng trụ cột của rất nhiều thế lực trung bình có thể có nhiều thêm vài tên vẫn là tốt nhất đương nhiên nếu chư vị đã nghe danh tiếng của thanh linh đan như vậy một ít tác dụng phụ của nó cũng hẳn là đã biết Lão giả chủ trì cười cười. Trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt. Hắn cũng không đem tác dụng phụ của thanh linh đan này nói rõ ràng mà chỉ lập lờ nói cho có như vậy liền vung tay tuyên bố giá khởi điểm. 33 vạn, 3, 14 vạn, lời ra giá còn chưa dứt đã có kẻ cao giọng hô theo. 35 vạn, đối với loại thanh linh đan hai văn này hứng thú của mọi người rõ ràng không ít. Bởi vậy không đến một gần phút đồng hồ giá khởi điểm đã bị bỏ lại xa lắc lơ. Tiêu viêm bình thản dựa vào lưng ghế, mười ngón đan lại nhàn nhã nghe tiếng nâng giá không ngừng vang lên bên tai. Khuôn mặt sau hắc bào không khỏi hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên. Thanh linh đan ở hắc giác vực này dựa theo tình huống lúc này mà nói đã được hoan nghênh vượt xa dự đoán của hắn lúc trước. Dược, liệu của phục tử linh đan sau này ít nhất bản thân cũng có đủ tiền mua về hoàn chỉnh. Tiếng hô hào ở phòng đấu giá liên tiếp nối nhau vang lên. Qua thời gian gần 10 chén trà thì một quả Thanh Linh đan giá cả đã từ 35 vạn leo lên tới 48 vạn rồi sự náo nhiệt mới dần. Giảm bớt, dù sao một quả 48 vạn, như vậy hai quả cộng lại là gần trăm vạn, loại giá cả này đối với rất nhiều người mà nói thì quả là quá mức khổng lồ. 55 vạn, khi giá cả dừng ở 49 vạn thì rốt cục một thanh âm lười biếng thoáng có chút lạnh lùng từ hàng ghế đầu vang lên một hơi tăng lên 6 vạn khiến tiêu viêm hơi hơi ngừng Đầu đem ánh mắt kinh ngạc dừng tại trên người vị huyết tông thiếu tông chủ kia. Trong lòng tự nhủ, hắn vậy mà lại cảm thấy hứng thú với thanh linh đan. Huyết tông thiếu tông chủ hô giá sắc nhọn làm cho tiếng ồn ào trong phòng đấu giá im lặng đi rất nhiều. Một vài thế lực vốn, còn tính toán để nâng giá lần nữa lại nhìn nhau liếc mắt một cái rồi không cam lòng ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ cũng có chút tài chính nhưng muốn đem so cùng huyết tông hiển nhiên không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình. Một khi đã rõ ràng như thế thì tốt nhất là buông tay ra vậy. 56 vạn, nhưng mà ngay lúc tiêu viêm chắc mẩm giá cả đã đứng lại tại mức 55 vạn thì một thanh âm thản nhiên cũng đột. Ngột vang lên, mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về hàng ghế đầu. Cuối cùng dừng lại trên người một vị trung niên nhân mặc áo bào cho có hình bộ xương khô không ít đôi lông mày nhướng lên lầm bầm người của hắc khô mộ. Hắc khô mộ, cũng là một thế lực không nhỏ trong hắc giác vực, nghe nói công pháp tu luyện cũng có chút quỷ dị. Hơn nữa thuộc tính còn có thiên hướng về hắc ám thuộc tính hiếm thấy. Bởi vậy tuy rằng trong mộ số người không nhiều nhưng lại không có người nào không phải là hảo thù. Ngày thường vẫn cùng huyết tông xung đột không ngừng, bất quá bởi vì có thủ lĩnh hai bên áp chế cho nên vẫn còn chưa chân chính phát sinh đụng độ có người khiêu khích huyết tông thiếu tông chủ ánh mắt nhất thời âm lãnh hẳn lại. Nghiêng nhẹ đầu liếc mắt một cái qua trung niên nhân thần tình đờ đẫn kia cười lạnh một tiếng nói. 58 vạn, 59 vạn, trung niên nhân vẻ mặt khô cứng vẫn như cũ, không nhanh không chậm hô theo. Toàn tràng ánh mắt đều là hội tụ trên người hai người này. Một ít thế lực ngang hàng cũng không có tham gia vào vụ này mà chỉ hào hứng quan sát xem hai người này đến tột cùng có thể đem giá cả đội lên tới cỡ nào, thiếu tông chủ, một quả thanh linh đan hai văn, 50 vạn đã là giá trần rồi, nếu tăng giá thêm thật là không thỏa đáng. Hơn nữa chúng ta nên lưu lại tài chính để còn tranh đoạt màn cuối A thấy như huyết tông thiếu tông chủ còn muốn tăng giá. Lão giả bên cạnh vội vàng thấp giọng nói, 60 vạn. Huyết tông thiếu tông chủ nhíu mày thoáng trầm ngâm một hồi rồi cao giọng báo ra cái giá cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm nếu đối phương còn nâng giá tiếp thì sẽ buông tha cho lần cạnh tranh này. Nhưng mà ngoài dự đoán của nhiều người khi huyết tông thiếu tông chủ hô lên giá này thì trung niên nhân. Vẻ mặt khô cứng kia cũng không có mở miệng theo mà ngả người về ghế dựa. Trên khuôn mặt cứng ngắc hiện lên một nét châm chọc nhàn nhạt. Hành động của trung niên nhân khiến cho huyết tông thiếu tông. Chủ phạm lăng sửng sốt, chợt như hiểu ra cái gì khóe miệng hắn khẽ nhếch lên âm trầm trầm giọng nói, được lắm, nếu lần này phụ thân muốn động thủ thì gã ma nhĩ hãn này để cho ta giải quyết đi. Ta phải khiến hắn nếm sự khổ sở khi máu bị rút từng chút một. Ha ha, Phạm Lăng thiếu tông chủ ra giá 60 vạn kim tệ một quả. Còn ai nâng giá không nào? Nếu không cứ như vậy hai khỏa thanh linh đan hai văn này là thuộc về thiếu tông chủ. Lão giả đầu bạc đối với giá cả này hiển nhiên rất hài lòng ha ha cười hỏi không khí trong phòng vẫn yên lặng. Rốt cục thì búa lệnh của đợt đấu giá này cũng gõ lên đủ 3 tiếng. 120 vạn giá cả này quả là không tồi. Quả thật coi tiền như giá. Dưới hắc bảo bật lên một thanh âm vui vẻ. 120 vạn kim tệ này hiển nhiên đã khiến tiêu viêm phải trào từ biệt cảnh tiền khô cháy túi. Sau khi đem hai quả thanh linh đan xuống, vài loại đồ vật này nọ tiếp theo cũng không có làm ra. Được không khí đặc biệt gì cả có mấy thứ thậm chí còn gần như chỉ bị nói ra một lần giá cả đã bị người thành công đem đi tình hình như vậy khiến lão giả chủ trì đấu giá trên đài quả có chút đau khổ bởi việc này có quan hệ trực tiếp tới tiền công của hắn a à, bất quá cũng còn may tình hình như vậy sau hơn 10 đợt đồ vật rốt cục lại thay đổi thậm chí là ngay cả tiêu viêm cũng vì vật đấu giá này mà nảy sinh chút cảm giác kinh ngạc trên thủy tinh đài lão giả chủ trì bán đấu giá cẩn thận đích một quyển trục chế tạo từ cổ ngọc mà thành nâng lên. Cảnh này đối với toàn tràng quả là thần bí. Các vị, vật phẩm cần bán đấu giá kế tiếp chỉ sợ hiện nay đã không có mấy người được gặp qua. Đây cũng chỉ là một loại đấu kỹ bất quá từ phương pháp chế tác hiếm có mà nói thì hiện giờ đã là cực kỳ hiếm thấy. Nghe được lời giới thiệu tiêu viêm trong lòng mơ hồ như đã linh cảm ra điều gì đó. Phi hành đấu kỹ, lôi bức thiên dực lão giả chủ trì bán đấu giá bàn tay run lên. Quyển trục đột nhiên được thả một đầu trượt xuống lộ ra một đôi cánh rơi đã được thu nhỏ lại. Hơn nữa nhìn qua ẩn hiện vài phần quỷ khí tối đen dày đặc. Quả nhiên, trợn mắt nhìn đôi cánh rơi nọ tiêu viêm thở ra một hơi thật dài. Trong lòng lầm bẩm thầm nhủ, hai cánh rơi đen nhánh mơ hồ lại lộ ra chút ánh lôi xét màu tím nhạt quanh co lượn lờ. Nhìn qua tựa hồ quả thực có ẩn chứa điện năng bình thường vật này quả là có chút đặc biệt. Lôi bức thiên cánh xuất hiện một hồi khiến không khí huyên náo của phòng có chút lắng xuống. Một số người không sành sỏi thì thoáng có chút mờ mịt. Mà phần còn lại khi nghe nói đến phi hành đấu kỹ tỉ như huyết tông. hắc khô mộ ở hàng ghế phía trước lại có chút nhấp nhổm. Hiển nhiên cái gọi là lôi bức thiên dực này có thể khiến bọn họ động tâm dù sao nếu có được đồ vật này là có thể phi hành giống như đấu vương cường giả muốn giết người hay thoát thân đều tiện lợi a à. thứ này thú vị ta thích gã thiếu tông chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh rơi quỷ dị kia đang run rẩy giống như muốn thoát ly khỏi ngọc giản thấp giọng lầm bầm thiếu tông chủ phi hành đấu kỹ giá cả chỉ sợ sẽ không thấp hơn trăm vạn nếu lại lần nữa bỏ ra số tiền lớn như vậy thì thứ đồ vật cuối cùng gì đó kia chúng ta chỉ sợ muốn tranh cũng không nổi a à. nghe phạm lang lầm bẩm như vậy lão già bên cạnh sắc mặt tái nhợt không khỏi thấp giọng lo lắng khuyên can lo gì chứ liếc lão già một cái phạm lăng cười lạnh nói nếu phụ thân sớm đã có chuẩn bị như vậy mặc kệ đồ vật này nọ kia ai đấu giá được thì cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta bởi vậy chúng ta cũng còn có thể trả một cái giá kha khá nữa a à, nhưng như vậy sẽ có chút manh động a à, mà vạn nhất tin tức bại lộ vậy thì có chút phiền phức a à, lão già trần chờ ta tự có chủ trương la trưởng lão không cần nhiều lời phạm lang ánh mắt liếc qua đám người hát khô mộ cách đó không xa thản nhiên nói ai lão già gọi là la trưởng lão kia cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc lắc đầu không thèm nói thêm gì nữa trên đài lão đầu bạc chủ trì nước miếng tung bay đem công hiệu của phi hành đấu kỹ nói qua một lần mà vài người lúc nãy nguyên bản còn mờ mịt giờ nghe thấy thứ này có thể làm cho người chưa đạt tới cấp bậc đấu vương sở hữu năng lực phi hành liền đỏ mắt thèm thuồng. Ha ha, nói qua như vậy chư vị cũng rõ ràng hiện giờ phi hành đấu kỹ là vô cùng hiếm thấy. Cho nên trải qua chúng ta định giá cuốn lôi bức thiên dực này nếu là dựa theo cấp bậc thuần túy mà xếp hạng thì chỉ có thể tính là huyền giai cấp thấp phi hành đấu kỹ cho nên giá khởi điểm chỉ là 100 vạn mà thôi. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Lão già đầu bạc cười tùm tìm đích nói, ách cắt cổ a à, nghe cái giá trăm vạn kia. Tiêu viêm lắc lắc đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được sau khi cái giá này được báo ra thì rất nhiều ánh mắt nóng rực đã giảm nhiệt đi rất nhiều. Ha ha, đích xác là đát, bất quá phi hành đấu kỹ có giá trị này cũng là hợp lý thôi. Bất quá lúc trước khi ngươi ở trong sơn động đạt được tử vân rực thì ngay cả ta cũng phải ghen tị với vận may của ngươi ít nhất tại gia mã đế quốc chỉ sợ ngươi là người duy nhất có được phi hành đấu kỹ a dược lão cười cười trong lòng tiêu viêm hát đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy phi hành đấu kỹ khác tử vân cánh đấy lão sư lôi bức thiên dực này cùng tử vân dực của ta nếu so sánh thì cái nào nhanh hơn vậy tiêu viêm cười cười trong lòng tò mò hỏi tử vân dực của ngươi là huyền giai trung cấp mà đây chỉ là huyền giai cấp thấp tự nhiên là tử vân dực của ngươi phải nhanh hơn một ít bất quá lôi bức thiên dực này bởi vì được chế tác bằng lôi bức nên ở trong điều kiện thời tiết rông tố tóc độ có thể tăng lên tới cực hạn còn tại các thời tiết khác chỉ có thể tính là bình thường dược lão cười nói gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ tiêu viêm đem ánh mắt thu hồi hắn hiện giờ đã có tử vân dực cho nên lôi bức thiên dực tuy rằng cũng là rất đáng giá nhưng cũng chưa thể khiến cho hắn động tâm muốn chiếm về bất quá hắn không muốn cũng không có nghĩa những người khác cũng không muốn sau khi lão giả đầu bạc nói xong thì huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng liền chậm rãi đứng dậy đem ánh mắt âm lãnh nhìn. Quanh bốn phía. Bất cứ kẻ nào tiếp xúc cùng với ánh mắt hắn đều không tự chủ được phải đem ánh mắt lảng ra chỗ khác. Chỉ có những thế lực không kém mới có thể bảo trì thái độ bình thường. 130 vạn. Thu hồi ánh mắt, Phạm Lăng lạnh lùng báo ra một cái giá làm cho cả phòng đấu giá vang lên một trận xôn xao trực tiếp tăng liền lên một lúc 30 vạn, xem ra hắn rõ ràng là muốn hướng mọi người tuyên bố một sự thật hiển nhiên, phi hành đấu kỹ này, bổn thiếu gia nhất định phải có. Dưới cái giá này cả phòng đấu giá thoáng im lặng một hồi. Bỗng một chàng cười quyến rũ đến tận tâm can khanh khách vang lên, Phạm Lăng thiếu tông chủ thật đúng là oai vệ. Bất quá lôi bức thiên dực này, thiên xà phủ chúng ta cũng vô cùng hứng thú. Cho nên thật sự xin lỗi. 140 vạn, nghe được thanh âm quyến rũ này, Phạm Lăng sắc mặt vốn tái nhợt không khỏi khẽ độc ánh mắt âm lãnh dừng tại một chỗ trong phòng đấu giá. Nơi đó có vài dáng người sexy, thân hình thon dài cuộn mình dựa trên nhung, tứ chi mềm mại mê người tựa như rắn nước. Hắc hắc, nguyên lai là thanh trưởng lão của xà phù. Không nghĩ tới lần đấu giá hội này các ngươi cũng tham gia náo nhiệt a à. Phạm Lăng nét cười chỉ lên đến mặt nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www chuyện phun không có biện pháp a à, có vài đồ. Vật nọ kia khiến chúng ta nhịn không nổi a à, người nói có phải không? Thiếu tông chủ vị nữ nhân quyến rũ được xưng là thanh trưởng lão kia ngân nga nói. Vóc dáng tuyệt mỹ kia khiến trong phòng đấu giá có không ít nam từ tà hỏa trong lòng bốc lên tận cổ thân hình mềm mại như rắn nọ nếu đem lên giường lại có thể khiến cho cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi kia thốt ra từng chàng uyển chuyển rên gì. vậy chính là làm cho nam nhân điên cuồng a à. thiên xà phủ nghe từ này tiêu viêm không khỏi sửng sốt hắc hắc tiểu từ kia ngươi lúc trước còn cùng người của thiên xà phủ giao thủ qua chẳng lẽ đã quên dược lão cười nói đã giao thủ nghe vậy tiêu viêm không khỏi ngẩn ra Chợt như nhớ tới chuyện gì, khuôn mặt dưới hắc bào chợt đại biến. Là thần bí nữ nhân kia cùng với bát dược hắc xà hoàng. Ân, bọn họ chính là người của Thiên Xà phủ, Thanh Lân hiện nằm trong tay bọn họ. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Ha ha, không cần quá mức lo lắng cho tiểu cô nương kia, cuộc sống của nàng ở Thiên Xà phủ kỳ thật so với ở bên ngoài là tốt hơn nhiều. Cặp nhãn đồng kỳ dị kia sẽ khiến Thiên Xà phủ cực lực bồi dưỡng nàng nói không chừng sau này gặp lại ngươi sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì thực lực của nàng đó. Dược lão an ủi nói, hy vọng là vậy, sau này nếu có cơ hội ta sẽ đi gặp nàng. Nếu đúng như lời lão thì cũng thôi đi, còn nếu thiên xà phủ kia lại cũng biến thái giống như mặc gia nọ thì nhất định ta sẽ không để cho nàng chịu khổ đâu. Tiêu viêm trong lòng trầm giọng nói, đối với thân thế thê thảm của tiểu cô nương kia hắn quả thật vô cùng thông cảm hơn nữa người là ở trong tay hắn bị cướp đi khiến hắn cũng có điểm áy náy ân dược lão lên tiếng sau đó lần thứ hai lâm vào im lặng trong khi dược lão cùng với tiêu viêm nói chuyện thì cuộc tranh đoạt trong phòng đấu giá đã bắt đầu làm cho mọi người kinh hãi đến nhảy dựng lên lúc phạm lăng cùng vị thanh trưởng lão kia cạnh tranh thì những thế lực khác cũng tùy lúc ngẫu nhiên châm thêm ngòi cho hai quả pháo này nổ to thêm qua một hồi thời gian, giá khởi điểm 100 vạn của Lôi Bức Thiên Dực đã tăng lên tới 170 mấy vạn, tuy vậy xem ra vẫn chưa có khả năng thỏa mãn hai cái đầu nóng nọ. 190 vạn, hít sâu một hơi, Phạm Lăng trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một thoáng hồng nhuận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vị trưởng lão quyến rũ động lòng người kia. Phạm Lăng thiếu tông chủ thật đúng là sảng khoái. 190 vạn hy vọng ngươi cuối cùng còn có thể có đủ tài chính đến tận màn cuối đi à khi Phạm Lăng đưa ra cái giá cuối cùng nọ thi. Thành trưởng lão sắc mặt cũng thoáng chút biến hóa, mục đích của các nàng lần này cũng không phải là phi hành đấu kỹ kia. Lúc này nếu quá lãng phí tài chính rõ ràng là có chút không khôn ngoan. Cho nên lập tức nàng cũng chỉ đành buông tha cho lần tranh đoạt này, nhún vai mà bĩu môi nói. Hừ, cười lạnh một tiếng, phạm lăng quay đầu đem ánh mắt hướng lên trên đài thủy tinh đối với vị chủ trì đang sững sờ kia quát lạnh còn ngẩn ra đó làm gì a à, thiếu tông chủ chớ giận giật mình bừng tỉnh lão giả đầu bạc chủ trì vội vàng cười nói sau đó theo quy định hỏi ba tiếng đối với toàn tràng rồi búa đấu giá trong tay rốt cục cũng gõ xuống giòn giã mà theo tiếng búa đấu giá gõ xuống quyển phi hành đấu kỹ này lại đã hoàn toàn thuộc về phạm lăng Chật chật không hổ là đại tài chủ, quả là không chút chùn tay A, à, 190 vạn. Số tiền như vậy toàn tiêu gia ta cũng phải mấy năm mới kiếm được. Nhìn kia phạm lăng kia chậm rãi ngồi xuống, tiêu viêm nhịn không được chép miệng. Thấp giọng cười nói, lôi bức thiên dực này rõ ràng là cơn sốt lớn nhất từ lúc bắt đầu hội bán đấu giá đến giờ, sau nó lại diễn ra một khoảng lặng yên ả. À. Các vật phẩm được đem ra đấu giá sau này tuy rằng vẫn như cũ được ra giá không ngừng nhưng quả thật nếu đem so sánh với nhị văn thanh linh đan hay phi hành đấu kỹ lúc trước thì không thể nghi ngờ là khó có thể làm cho người ta sinh ra chút cảm giác hưng phấn nào. Ngồi dựa lưng thoải mái, tiêu viêm nhẹ nhẹ gõ gõ ngón tay vào cạnh ghế. Ánh mắt tựa như ngẫu nhiên đảo qua đám người thiên xà phủ phía xa khuôn mặt dưới hắc bào không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ha ha vật phẩm kế tiếp thật ra thoáng có chút kỳ quái bởi vì ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng vật này đến tột cùng là có tác dụng gì bất quá trải qua sự suy đoán khá cẩn thận của đấu giá hội chúng ta dù thế nào đi nữa vật này cũng không phải là một tấm bản đồ cất giấu vật gì tầm thường lão giả đầu bạc chủ trì bán đấu giá khom người lấy ra một cái khay bạc sau đó thật cẩn thận vén tấm vải nhung đang che phủ lên liền đó hiện ra một mảnh da cũ nát đạp vào trong mắt mọi người. U, u u u u, mảnh bản đồ cũ nát vừa xuất hiện. Cả phòng đấu giá liền dậy lên một tràng âm thanh phản ứng lại. Tràng âm thanh này rõ ràng mang tính chế giễu khiến lão giả đầu bạc chủ trì bán đấu giá vẻ tươi cười trên mặt cũng thoáng qua chút. Ngượng ngùng, trải qua nghiên cứu của bọn họ, mảnh bản đồ cũ nát này hẳn là là một phần của một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Cái này từ lộ tiến cùng dấu hiệu trên đó là có thể nhận ra. Bất quá trừ cái đó ra bọn họ cũng không có thêm được kết luận gì. Khóe mắt liếc một chút mảnh tàn đồ nọ, lão giả chủ trì bán đấu giá dùng hai ngón tay kẹp lấy nó rồi dơ lên trên cao để mọi người nhìn rõ ràng. Rồi lão chỉ vào bên mép chỗ gần như chỉ có một nửa của đồ án nào đó, cười nói, nếu đúng như dự liệu bản đồ này gồm 5 phần nhỏ tuy rằng cũng không rõ ràng nó chỉ dẫn đến cái gì nhưng nhiều khả năng là một loại cổ vật không tầm thường trong cuộc sống luôn phải dựa vào may mắn a à, nếu giả sử có ai đó có được đầy đủ tấm bản đồ vận khí lại tốt một chút đi nói không chừng trong đó lại chỉ ra một thứ óc thể khiến cả đại lục chấn động đó đối với lời này của hắn đa số mọi người trong phòng cũng chỉ bĩu môi cười nhạt đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy ít nhất tiêu viêm lúc này hai mắt trong giây lát đã trợn trừng lên ánh mắt mang theo chút run rẩy nhìn chằm chằm đồ án nằm bên mép tấm tàn đồ kia tiêu viêm trong lòng hít sâu một ngụm lương khí cố gắng đem hàng loạt ý niệm trong đầu áp chế xuống cái này chắc chắn là cùng loại với hai phần tàn đồ khác đang nằm trong nạp giới của hắn mà đồ án chỉ có một phần kia cũng không phải là lộ tuyến đường đi gì đó mà là vật đứng hàng thứ ba trên dị hỏa bảng tịnh liên yêu hỏa tịnh liên yêu hỏa ngay cả dược lão cũng chưa bao giờ gặp qua loại dị hỏa khủng bố như vậy nghe nói dưới ảnh hưởng của loại yêu hỏa như thế này cho dù là đấu tông thậm chí cả đấu tôn cường già cũng chỉ biết run rẩy sợ hãi nếu có thể có nó tiêu viêm thậm chí hoài nghi đốt quyết của bản thân có hay không trực tiếp tiến hóa thành thiên giai công pháp truyền thuyết đương nhiên tiêu viêm cũng không dám khẳng định đáp án này hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định là vì tấm tàn đồ này, cái gì cũng không tiếc. Trên thủy tinh đài, đấu giá sư đầu bạc nước miếng tung tóe giới thiệu tấm vải cũ rách nát này thần bí như thế nào thế nào. Tóm lại hắn hao hết tất cả khí lực muốn cho tấm vải cũ này tăng giá lên một ít đáng tiếc hiệu quả tựa hồ không lớn bởi vì dưới sự giới thiệu của hắn có một số người có chút không kiên nhẫn được. Tính tình nỏng này trực tiếp mắng lên nghe được ở dưới kia vẫn không có nhiều nhiệt tình, đấu giá sư cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nuốt một ngụm nước miếng thấm ướt yết hầu khô khốc cười khổ nói. Dựa theo giá đặt ra tấm vải rách nát này giá thấp nhất là 10 vạn kim tế, bắt đầu đấu giá đi. Theo đấu giá sư đầu bạc âm thanh hạ xuống, đấu giá hội chàng nhất thời im lặng. Một số người quét ánh mắt về phía đài, ánh mắt như ngu ngốc, ai sẽ tiêu phí 10 vạn kim tệ đi mua một cái tàn phá vật mà ngay cả thật giả cũng không biết hơn nữa cho dù là có tiền cũng không nên phung phí như vậy à dưới hắc báo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm vải cũ kia nếu không có thêm lớp áo choàng che lấp chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra khuôn mặt kia đang vô cùng kích động hít sâu một hơi tiêu viêm mạnh mẽ đè nén nội tâm đang kích động lý trí nói cho hắn biết hiện tại cũng không phải là cơ hội ra giá tốt nhất một khi bởi vì hành động của hắn mà khiến cho các thế lực lớn chú ý chỉ sợ thứ này sẽ rơi vào tay kẻ khác ít nhất trong lòng tiêu viêm vo cùng rõ ràng lấy tài lực của hắn lúc này căn bản không có khả năng cùng những thế lực này chống đỡ nhìn trong sân yên tĩnh cùng với vô số ánh mắt trào phúng tên đấu giá sư đầu bạc kia không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng không ngừng phỉ bang tên đánh giá giá cả Tuy rằng tấm vải này có niên đại xa xưa, nhưng dù sao cũng trong tình trạng bị tàn phá, hơn nữa từ tin tức bày ra, căn bản không đủ làm cho người khác biết đến tột cùng là cất giấu thứ gì. Dưới tình huống không xác định này, cho dù chính bản thân hắn cũng không tin rằng có thể thuận lợi bán ra 10 vạn. Sự im lặng trong phòng đấu giá rằng co gần 5 phút đồng hồ. Đấu giá sư đầu bạc rốt cục thở dài một hơi, vừa muốn tuyên cáo lần bán đấu giá này thất bại. Một đạo âm thanh vang lên làm cho hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, 11 vạn, thanh âm nhàn nhạt phá tan sự im lặng trong chàng, nhất thời vô số đảo ánh mắt theo thanh âm nhìn lại. Dừng trên người một vị hắc bào nhân, còn nghe được vài thanh âm chép miệng vang lên. Người này đầu óc có vấn đề a? À? Tiêu phí 11 vạn mua một món đồ hư hỏng không biết cách sử dụng. Không chỉ có mấy tên này, thậm chí đến một ít thế lực hàng đầu cũng có chút kinh ngạc ánh mắt hướng về tiêu viêm toàn thân trùm trong hắc bào kia. Huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lang nghiêng đầu nhìn tiêu viêm. Đôi mày cau lại không biết vì sao đối với thần bí nhân này. Trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác phi thường mẫn cảm. Hiện giờ lại thấy lần đầu tiên hắn ra giá lại là tấm vãi cũ rách nát không ai biết công dụng này. Một cỗ cảm giác kỳ dị quấn quanh trong lòng, xua đi không được. Lắc đầu, Phạm Lăng Thoáng trầm ngâm một chút, con ngươi híp lại nhìn tấm vải cũ hơi hơi đong đưa trong tay đấu giá sư kia, ánh mắt lóe sáng. Rốt cục cũng có người ra giá, đấu giá sư trên thủy tinh đài kia lẳng lẽ thở ra một hơi, đầu hướng đến nơi Tiêu Viêm ngồi, vị đại nhân này ra giá 11 vạn. Còn ai muốn tăng giá chăng? Nghe lời nói của đấu giá sư, lập tức vô số người ra vẻ xem thường, ngươi tưởng kẻ ngu ngốc trên thế giới này nhiều như vậy sao? Đấu giá sư cũng hiểu câu hỏi này có như không, tự cười mỉa một tiếng, nâng cây búa bán đấu giá lên chuẩn bị nện xuống chậm đã. Thành âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, làm cho cây búa cứng nhắc lại, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh, lại nhìn thấy huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng đứng dậy, lập tức ngẩn ra, cười nói. Thiếu tông chủ muốn, không để ý đến hắn, ở trước mặt mọi người, Phạm Lăng xoay người, ánh mắt âm lãnh dừng ở hắc bào nhân đang ngồi im không nhúc nhích trên kia, đột nhiên nở nụ cười nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên cũng có điểm hứng thú với thứ này, 13 vạn. Bên dưới Hắc Bảo, ánh mắt nguyên bản có chút kích động bỗng nhiên trở nên lợi hại. Nắm tay siết chặt bên trong ống tay áo, Hắc Bảo hơi run run, tầm mắt Tiêu Viêm xuyên qua vành nón, lạnh lạnh nhìn thanh niên mang vẻ mặt tái nhợt kia, đấu giá nhàn nhạt không nén được. Ở bên trong kinh mạch như đang rít gào muốn bộc phát ra vậy. Không nên kích động, hiện tại ngươi kích động không có chỗ nào tốt cả ngay khi đấu khí trong cơ thể nhịn không được dâng trào ra. Thành âm quát nhẹ của dược lão lại như tiếng sấm mùa xuân, đem tiêu viêm đang phẫn nộ kia bừng tỉnh lại. Hít sâu một hơi, trước vô số anh mắt chăm chú đang nhìn mình, tiêu viêm nhìn như lười nhác. Tựa vào lưng ghế dựa mềm mại kia, ngữ khí bình thản, giống như là rảnh rỗi tùy ý cùng người tranh đoạt vậy, 15 vạn. Tiêu viêm tăng giá, làm cho đuôi lông mày của Phạm Lăng nhếch lên một chút. Tại phòng đấu giá này, trừ bỏ những người đồng dạng có thế lực lớn sau lưng, tiêu viêm là kẻ đầu tiên dám cùng hắn đơn độc cạnh tranh giá cả. 20 vạn, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm tiêu viêm thật lâu, huyết tông thiếu tông chủ bàn tay vung lên, lại bỏ thêm 5 vạn vào bảng giá. Thiếu tông chủ nhìn thấy hành động của Phạm Lăng, lão giả bên cạnh nhịn không được đứng dậy, lúc trước nếu nói là mua cái phi hành đấu kỹ kia tổn thật tiền tài thật lớn thì không sao. Nhưng hiện tại lại cùng người ta tranh hơi mà phung phí tiền tài, đây thật sự là không hợp với tính nét của Phạm Lăng A, ngồi xuống cho ta. Phạm Lăng sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía lão già quát lạnh, trên khuôn mặt lệ khí lóe lên, làm cho trong lòng lão già phát lạnh, đành phải rụt trở về. Chàng cạnh tranh có chút mặc danh kỳ diệu này nhất thời làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc lên, ai cũng không biết thiếu tông chủ này vì sao phát điên. Nhưng đột nhiên dùng tiền tranh hơi với một người không quen biết, loại chuyện tình tổn hại người khác mà cũng không có lợi cho mình, quả nhiên cũng có chút kỳ quái. Đương nhiên, trừ bỏ những người không hiểu kia, giữa sân, phía trên thủy tinh đài, bị đấu giá sư kia lại đang cười đến nứt cả miệng, không nghĩ rằng cái vật đã bị nhận định là không có nhiều tác dụng lắm. Lại dẫn đến sự canh tranh của hai người, hơn nữa trong đó có một vị huyết tông thiếu tông chủ tài đại khí thô nữa. Nắm tay bên trong áo bào xiết mạnh tiêu viêm hết sức làm cho chính mình hồi phục bình tĩnh đừng đôi co với hắn nữa nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị những thế lực khác cũng nhìn ra một ít manh mối hiện tại phạm lăng này hẳn là vì một chút hoài nghi nên thử tăng giá bất quá ngươi nếu cùng hắn tranh đoạt chỉ sợ sẽ bại lộ một ít giá trị của thần bí tàn phá địa đồ đến lúc đó rất khó có thể khẳng định các thế lực khác không tham gia một chân lấy thực lực kinh tế người căn bản không thể địch lại những kẻ trải qua nhiều năm cất giữ của cải được. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www.vkvkv truyện full ngay khi tiêu viêm không cam lòng định nâng giá một lần nữa. Bỗng nhiên thanh âm trầm giọng của dược lão vang lên. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn người ta đoạt mất? Tiêu viêm cắn răng nói. Tịnh liên yêu hỏa này nhất định chúng ta phải đoạt được bởi vậy bản đồ kia cũng phải tới tay bất quá về chuyện tịnh liên yêu hòa kia không thể tiết lộ nửa điểm ra ngoài cho nên trước mặt công chúng này tốt nhất không nên làm cho tàn phá bản đồ này khiến nhiều người chú ý nếu không tuy rằng trên kia chỉ có nửa tấm bản đồ nhưng nếu gặp người có kiến thức rộng rãi từng bước một phân tích ra vậy hẳn là phiền toái lớn a dược lão chậm rãi nói ý lão sư là cứ để cho phạm lăng kia đắc thủ tấm bản đồ kia tiêu viêm cau mày nói nếu hắn muốn tạm thời cấp cho hắn đi bất quá cũng phải nói qua vật kia phải là của chúng ta thanh âm của dược lão thoáng có chút băng hàn lão sư muốn âm thầm động thủ cướp đoạt sau trong con ngươi tối đen hiện lên một luồng lãnh quang tiêu viêm ở trong lòng thấp giọng nói đúng như ngươi nói tấm bản đồ tàn khuyết kia chúng ta phải bằng mọi giá lấy về cho dù hắn là huyết tông thiếu tông chủ việc này cũng không thể thay đổi Dược lão cười lạnh nói, người này nếu muốn thì trước tiên cứ để cho hắn đi, ngươi không cần biểu hiện quá mức chú ý với thứ này. Miễn cho người ta chú ý. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu, đem ý niệm cuồn cuộn trong đầu mạnh mẽ đè nén xuống, dưới tấm áo choàng ánh mắt âm trầm hướng về phía Phạm Lăng. Thân thể dựa vào ghế, không hề mở miệng. Nhìn thấy hành động như vậy của Tiêu Viêm, Phạm Lăng nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi là sai? người kia đấu giá thứ này chỉ là tùy y. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt Phạm Lăng có chút khó coi, hơn nữa những ánh mắt bắn về phía này giống như nhìn thấy một kẻ điên ngu ngốc làm cho miệng hắn run rẩy một chút, hừ lạnh một tiếng. Xoay người đặt mông ngồi trở lại ghế, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. a à, a à, Phạm Lăng thiếu tông chủ trả 20 vạn kim tệ cho tấm bản đồ này, còn có ai trả cao hơn không? Đấu giá sư cười tùm tìm hỏi một câu, nhưng cũng không ai trả lời hắn nữa, bởi vậy hắn cũng nhanh chóng đem búa đấu giá đập xuống thân thể an tĩnh ngồi trên ghế trên đài đổi qua mấy cái đấu giá vật phẩm cũng không hấp dẫn ánh mắt của tiêu viêm tầm mắt của hắn như có như không dừng lại ở sau lưng phạm lưng khuôn mặt dưới hắc bảo nhe răng cười nhẹ mang theo một chút lạnh lẽo càng thêm đậm phạm lăng kia nghĩ rằng một lần tùy ý ra tay có thể có được một tàng bảo đồ có giá trị chân chính đáng tiếc tàng bảo đồ quả thật đến tận tay nhưng lại mở giấy thông hành tử vong đối với mảnh tàn phá bản đồ kia tình thế của tiêu viêm là bắt buộc phải đoạt được hơn nữa là không từ thủ đoạn mặc kệ sau này phạm lăng có thể chạy đến đâu cũng sẽ chịu sự tập sát chí mạng ẩn trong bóng tối bán đấu giá vẫn chậm rãi trôi qua trong sự chờ mong của vô số người sau khi trải qua đấu giá thần bí tàn phá đồ phiến kia toàn trường cũng có một chút không khí náo nhiệt lên mà vừa vặn lúc này lại đấu giá ba viên thanh linh đan của tiêu viêm lúc này lại giấy lên một trận phong ba, người người tranh giành. Là thanh linh đan đẳng cấp cao nhất cho dù là ở hắc giác vực cũng rất ít người đã từng thấy qua. Dù sao, loại đan dược này cần phải trải qua ba loại hỏa diễm khác nhau luyện chế thành điều kiện thật sự có chút hà khác. Cho nên, khi tam văn thanh linh đan xuất chướng cho dù là cao cao tại thượng như huyết tông thiên xà phủ, hắc khô mộ cũng đều biến sắc. Cuối cùng viên tam văn thanh linh đan lại không lọt vào tay của thiếu tông chủ huyết tông tài đại khí thô mà lại rơi vào tay của thiên xà phủ thanh trưởng lão với cái giá trên trời 150 vạn. Cơ hồ làm cho toàn trường đều cảm thấy líu lưỡi bởi sự quyết đoán của nữ nhân này. Mà với cái giá trên trời kia cũng làm cho huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng xanh mặt thở dốc. Cuối cùng vẫn bị, thành thế vị thanh trưởng lão kia áp chế. Dù cực kỳ không cam lòng cũng phải bỏ đi ý định tranh đoạt nhìn vị thanh trưởng lão kia cười dài quay lại chỗ ngồi. Tiêu viêm nhịn không được lắc lắc đầu, trong lòng lầm bầm. Thật là một nữ nhân đáng sợ. Không rét ai thì thôi, vừa ra tay liền làm cho người khác không có nửa điểm phản kháng. Giống như trong sa mạc kia luôn làm người ta khiếp đảm độc dược cát xa vậy. Tam văn thanh linh đan giấy lên cao trào một lúc lâu, không khí cũng chậm rãi bình ổn lại. Mà một lúc sau, nguyên bản không có việc gì làm đang dựa vào trên ghế tiêu viêm bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một gốc dược liệu được đấu giá sư đem ra gốc dược liệu này đỏ như lửa như tắm máu tươi mà thành chỉnh thể ước chừng một bàn tay liếc mặt nhìn qua thì có vẻ giống như cỏ linh chi gốc thảo dược này vừa xuất tràng đã mang theo một cỗ mùi hương thơm ngát thanh đạm lan ra hội trường làm cho những người ngồi gần bàn đấu giá tinh thần thư thái đây là tâm hỏa chi chập chập vận khí của ngươi cũng khá a à, đến cả loại kỳ dược hiếm thấy này cũng có thể gặp trong đấu giá hội này quả nhiên là thứ tốt a à, khi cỏ linh chi màu đỏ kia vừa mới xuất trướng Thành âm kinh dị của dược lão vang lên trong lòng tiêu viêm còn mang theo một chút kinh ngạc tâm hỏa chi tiêu viêm ngẩn ra trên mặt cũng hiện lên sự vui mừng khó có thể che giấu đây là một trong bốn loại dược liệu cần chuẩn bị theo phương thuốc luyện chế linh đan kia của lão sư tâm hỏa chi ân tâm hỏa chi vẻn vẹn chỉ sinh tồn tại đáy núi lửa hấp thu hỏa năng lượng và hỏa chi tâm mà lớn dần thương nhân muốn thu thập thì quả là cực kỳ khó khăn hơn nữa loại địa phương như núi lửa này cho dù là một ít đấu hoàng cường giả thậm chí đấu tông cũng không dám khinh thường mà lao vào a à, dược lão cười nói tiêu viêm hơi hơi điểm đầu chợt lẩm bẩm nói thứ này cũng không thể buông tha a à, ta thật muốn nhìn xem tên kia có còn ngăn cản ta nữa không trong lúc Tiêu Viêm và Dược lão trao đổi trên thủy tinh đài kia, đấu giá sư cũng đem tác dụng và lai lịch của Tâm Hỏa chi nói ra. Mà kết quả thu được cũng không tệ lắm, xem ra cũng có rất nhiều người có hứng thú với Tâm Hỏa chi này. A à a, à, dựa theo đánh giá, gốc Tâm Hỏa chi này quy định giá khởi điểm là 70 vạn. Chư vị, bắt đầu đi, Bạch Phát đấu giá sư đem giá cả báo ra, sau đó híp mắt nhìn về bốn phía hội trường. Sau khi hắn báo giá ra, nguyên bản có nhiều kẻ hứng thú nhất thời nản lòng. Bọn họ cũng không phải xuất không ra được 70 vạn, nhưng mà trong đấu giá tranh đoạt đồ vật chết tiệt này cho dù chờ mình gấp hai lần giá khởi điểm thì cũng là chuyện bình thường. Tài chính bọn họ cũng không sung túc loại tranh chấp cạnh tranh giá cả này, tự nhiên là tùy theo khả năng mà làm. 72 vạn, đương nhiên, ngoại trừ những kẻ này. Những người có tâm muốn tranh đoạt thứ này cũng không ít. 70 tiêu viêm im lặng ngồi ở ghế, nghe giá cả không ngừng tăng lên kia. Không vội vã ra tay tranh đoạt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua các phương cạnh tranh cũng dần dần vơi đi bởi giá cả ngày một cao. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người đang tranh đoạt mà lúc này giá đã được nâng lên đến 107 vạn. 120 vạn. Ngay khi hai bên còn đang nóng mặt đỏ mày nâng giá. Rốt cục một thanh âm mang vẻ lười biếng vang lên vô số ánh mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại trên người hắc bào nhân đang chậm rãi đứng dậy kia. Vừa lên tiếng đã làm giá cả bảo tăng, cũng làm cho mọi người kinh ngạc nhìn qua. Khi Phạm Lăng nghe được thanh âm hô giá của hắc bào nhân kia, không khỏi nhíu mày lại. 120 vạn, cuối cùng làm cho hai phương tranh đoạt giả đều bị đè ép xuống. Đối với những ánh mắt chung quanh phóng tới, tiêu viêm vẫn không thèm để ý tới. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dưới hắc bảo phóng tới trên khuôn mặt Phạm Lăng. Trong đó mơ hồ mang theo một chút khiêu khích. Như cảm nhận được sự khiêu khích từ ánh mắt của Tiêu Viêm, Phạm Lăng kia cười nhạo một tiếng. Tuy rằng tâm hỏa chi cực kỳ chân quý, nhưng với hắn mà nói, lại không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, lần trước bị một chút thiệt thòi, lấy 20 vạn mua một cái tàn phá đồ phiến không biết rõ là thứ gì. Hắn tự nhiên sẽ không lại muốn tranh đoạt nữa nâng con ngươi lên nhàn nhạt liếc mắt qua tiêu viêm một cái phạm lang mới miễn cưỡng rời mắt đi không hề dây dưa vô vị thêm nữa tiêu viêm bĩu môi ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía thủy tinh đài nói có thể truy sao tiêu viêm nhắc nhở làm đấu giá sư vội vàng gật gật đầu sau khi hỏi ba tiếng đấu giá truy trong tay đập thật mạnh xuống bàn tiêu viêm lúc này mới thở một hơi thật dài chậm rãi ngồi trở về sau khi tâm hỏa chi xuất chàng phòng đấu giá tựa hồ cũng dần tiến vào kết thúc bởi vì trong thời gian kế tiếp một số vật phẩm có thể chân chính xưng là bảo vật liên tiếp xuất hiện đủ loại công pháp đấu kỹ thậm chí là phương thuốc làm người tham gia có chút hoa mắt thanh âm kích động không ngừng vang lên có một lần hai thế lực vì tranh đoạt một bộ huyền giai công pháp và đấu kỹ tranh đoạt đến đỏ mặt tía tai Đến cuối cùng, lại có một người nhịn không nổi trực tiếp rút đao ra, định động thủ. Bất quá ngay tại lúc nam từ kia sắp động thủ, một đạo thanh âm phá gió đột nhiên vang lên giữa không trung phòng đấu giá. Một mũi tên đen dài, quỷ dị từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hăng cắm trước mặt nam từ kia. Tiễn chi mạnh mẽ đến nỗi có một nửa mũi tên đã tiến vào trong nền đá cứng rắn, đuôi tên vì tốc độ quá cao còn đang lắc lư cực độ, phát ra tiếng vang chói tai từ trên trời giáng xuống một mũi tên dài làm cho một số phương thế lực mất đi bình tĩnh đều thanh tĩnh một ít ánh mắt kiêng kỵ đảo qua bốn phía phòng đấu giá cuối cùng oán hận rút về vị trí ánh mắt chậm rãi thu hồi tầm mắt của tiêu viêm theo vành nón nhìn vào một góc tối trên lầu hai phòng đấu giá vừa rồi hắc tiễn bắn ra từ nơi đó đến ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh lên bát phiến mông này có đảm lượng tổ chức đấu giá hội Quả nhiên thực lực cũng không kém a, à, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Mấy cảnh tranh đoạt này, hắn cũng không tham gia, bởi vì phần quyết công pháp đối với hắn không có lực hấp dẫn quá cao. Đấu kỹ bình thường hắn cũng không đặt vào mắt, cho nên trừ bỏ tiêu phí 40 vạn mua một dược đỉnh mang tên Bát Phương Minh Hỏa ra, hắn cũng không mua thêm cái gì. Dưới một tiếng hống đinh tai nhức óc cơ hồ sắp phá thiên mà đi. Đấu giá hội cũng đi đến hồi kết rốt cục xuất hiện một kiện đấu giá phẩm chân chính có sức nặng. Đó là nhất kỹ, chuẩn xác mà nói đó là một quyển thân pháp đấu kỹ. Tam thiên lôi động, thân pháp đấu kỹ, cấp bậc thấp, thành âm nhẹ nhàng của đấu giá sư làm cho toàn bộ hội trường vốn đang huyên náo lập tức lâm vào yên tĩnh. Vô số ánh mắt đỏ đậm hướng về phía quyển trục màu bạc trên thủy tinh đài kia. Tiếng hít thở rồn dập vang lên khắp nơi nguồn chuyện chuyện phun địa giai đấu kỹ tiêu viêm hít sâu một ngụm lương khí cho dù là hắn lúc này cũng không tránh được trái tim đập nhanh lên trong ánh mắt tràn ngập rung động quả thật có người đem loại đấu kỹ cấp bậc này đem ra đấu giá quả thực là một kẻ bại gia a loại cấp bậc đấu kỹ này sợ là những thế lực được gọi là nhất lưu trên đại lục này cũng là vật được hết sức bảo vệ a mà hiện giờ lại có kẻ đem nó ra bán không cần phải ngạc nhiên trong những tràng đấu giá của hắc giác, vực, phần lớn đều là hàng lậu thông qua một ít thủ đoạn bất chính. Lại sợ bị người khác phát hiện, bởi vậy cũng không dám sử dụng cho nên phải đem đi đấu giá. Dược lão chậm rãi nói, nghe vậy tiêu viêm lúc này mới hiểu ra. Theo ta được biết tam thiên lôi động này là đại lục phong lôi các cao cấp thân pháp đấu kỹ. Chỉ cần tập luyện thân hình sẽ chuyển hóa như sấm điện thiểm rộng nhanh đến có một chút khủng bố nếu là một gã đại đấu sư học được thứ này cho dù là gặp được một gã đấu linh cường giả cũng đã ở thế bất bại bảo vật của phong lôi các này lại lạc đến nơi này ta nghĩ chỉ sợ những tên trong phong lôi các kia lúc này đã chân chính nổi trận lôi đình a dược lão nhàn nhạt cười nói tiêu viêm khẽ gật đầu nhìn về phía huyết tông không khỏi cười khổ nói tuy rằng đối với tam thiên lôi động này cảm thấy rất hứng thú bất quá thực rõ ràng còn không đến lượt ta cạnh tranh tới ân bọn họ sẽ không bỏ qua loại đồ vật này dược lão cười cười trong tiếng cười có chút mong đợi ta nghĩ địa dài đấu kỹ này chỉ vẻn vẹn là vật ẩn dấu thứ hai như vậy vật chân chính ẩn dấu sẽ là kỳ bảo kinh thiên động địa gì đây tiêu viêm ngẩn ra chợt trong lòng này lên một chút khiếp sợ so với địa giai đấu kỹ còn chân quý hơn đồ vật kia đến tột cùng là thứ gì tam thiên lôi động vừa lên sàn đấu giá bầu không khí của phòng đấu giá liền đi vào sôi động nhất đoạn thời gian xu thế chung trước mặt này cũng khiến cho vô số người bắt đầu phải trợn mắt há hốc mồm trước cái cảnh mình trần cáu kỉnh mà cạnh tranh giá cả với nhau ngay sau đó tam thiên lôi động đều có để lên giá gốc ban đầu chẳng qua do tên phách mại sư hay vừa dùng phách mại truy ba ở trong tay gõ xuống một lúc giá tiền liền đột nhiên tăng thêm 200 vạn. Cái loại tăng tốc khủng bố này đây cơ hồ là từ khi tiêu viêm ra đời cho đến nay nhiều năm như thế. Gã mới lần đầu tiên nhìn thấy, nguồn chuyện, chuyện phun vung tiền như rác, hào khí và khí phách như thế chỉ có ở các phương thế lực mà thôi. Lúc này đây, họ đang bị đấu kỹ thân pháp ở trước mặt đó mê hoặc. Nó được thể hiện ra vô cùng sinh động giá cả liên tiếp tăng vọt bầu không khí trong phòng đấu giá vẫn duy trì những tiếng thét to kích động không có dừng lại một giây phút nào cả mà đang nhanh chóng tăng gấp đôi giá như trên trời dưới đất ấy cho dù chủ ý của rất nhiều người đều hiểu rõ bản thân không có tư cách mua thứ đồ vật đó nhưng có thể tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh tiền bạc kinh tâm động phách như vậy trái lại đều khiến cho bọn họ cảm thấy đã không phải uổng công đi một chuyến đến đây giá cả nhanh chóng tăng cao Duy trì gần nửa giờ sau màn tranh đoạt tàn khốc đó, rốt cục dần dần đi đến phần kết thúc. Tới lúc này giá của Tam Thiên Lôi Động đã tăng lên tới 827 vạn. Thật khiến cho người ta chép miệng tắc lưỡi thầm than mà. Khoản tiền hơn 800 vạn này rất cách xù, chính xác nó tương đương với tổng thu nhập vài năm của tước đặc nhĩ gia tộc tại gia mã đế quốc A, khoản tiền cách xù như vậy chắc hẳn dù ở trong hắc giác vực e là không có một phương thế lực nào dám vớt lờ mà tùy ý xuất ra giá cả đến thời điểm này bởi sẽ có một thế lực ganh đua không bằng người ta liền bắt đầu bị bỏ rơi mà giá cả lại không ngừng tăng lên như vậy họ liền bị đào thải ngay mười phút sau một vị trung niên mặc áo bào màu cho thuộc về thế lực hắc khô mộ sắc mặt lão co rúm lại rốt cục báo ra một cái giá trên trời một ngàn lẻ hai vạn bốn khiến toàn bộ phòng đấu giá rung động lặng ngắt như tờ địa giai đấu kỹ giá trị một ngàn vạn im ắng tịch mịch tại phòng đấu giá duy trì gần vài phút sau rốt cục thì dần dần hồi phục từng ánh mắt đối diện nhìn lẫn nhau đều bị cái giá khủng bố như trên trời mà rung động toàn thân cảm thấy cung kính cùng bầu nhiệt huyết dâng trào một ngàn vạn a à. số lượng khổng lồ như vậy một thế lực phải tích lũy trong bao lâu đây hắc khô mộ lại ra giá cao như vậy, rõ ràng khiến cho ngay cả huyết tông. Thiên xà phủ hai phương thế lực đỉnh cao ngang nhau đều cảm thấy trở tay không kịp, hai phe ngơ ngác nhìn lẫn nhau. Sắc mặt quả là khó coi, đều rút lại giá tiền vừa định hô lên trở lại trong miệng. Ánh mắt nham hiểm của thiếu tông chủ huyết tông Phạm Lăng đang lườm trung niên nhân áo bào cho ở trên vẽ một bộ xương khô, bàn tay nhẹ nhàng lắc vài cái cúi đầu xuống. Trong đôi mắt hắn chợt hiện lên một chút dữ tợn và sát ý cùng với huyết tông, thiên xà phủ hai phương thế lực ngang nhau rút lui, đương nhiên những người khác còn không có tư cách cạnh tranh với hắc khô mộ. Và như vậy, quyền địa giai đấu kỹ thân pháp cấp thấp ở thời điểm vô số người đang nhìn chăm chú rơi vào túi hắc khô mộ. Hô, bây giờ mới thật sự là chém giết lẫn nhau. Một ngàn vạn A à thong thả nhìn sự cạnh tranh tàn khốc đã hạ màn tiêu viêm nhịn không được lắc lắc đầu trong lòng cười khổ chợt cảm thấy nghi hoặc gã liền hỏi loại địa giai đấu kỹ như vậy thực sự có thể dùng tiền để đánh giá nó sao ách lúc này ngươi còn lo chuyện bao đồng sao không lo mua dược liệu luyện chế đan dược quan trọng đi nếu không dựa vào một mình ngươi muốn thu thập đủ hết các loại kỳ dược phân bố giải rác tại khắp đại lục này tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian hả ví dụ như ngươi muốn luyện chế linh đan tổng giá trị bốn loại tài liệu sẽ không thấp hơn 500 vạn, người không cần tiền à hơn nữa thế lực huyết tông này rất lớn, nuôi dưỡng nhiều thủ hạ như vậy mua chuộc nhân tâm, bồi dưỡng cường giả. Thứ gì mà không cần tiền? Người chẳng phải là quản gia nên chẳng biết vất vả A Tiêu Viêm nghe lời khiển trách của dược lão, gã liền nghĩ không thông, lúc này bơ vơ rất ít khi vì tiền mà buồn giàu. Như đóa hoa trong nhà kín làm sao hiểu rõ hàm ý đó được. Nghe thanh âm bất đắc dĩ của dược lão, tiêu viêm cũng ngượng ngùng cười một tiếng ngẩng đầu nhìn về bục thủy tinh coi thần tình sáng sủa của tên phách mại sư sắc mặt bỗng nhiên rất trang nghiêm gã không khỏi ngớ ra chợt thấp giọng nói xem áp lực khi hắn mở đồ vật ở đáy dương vật quan trọng sắp sửa lên sàn đấu giá rồi à sắc mặt tên phách mại sư biến hóa có không ít người bọn họ tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì đó trong miệng đang thì thầm nói chuyện riêng với nhau lập tức tự động chấm dứt mọi cặp mắt nhìn đăm đăm chờ đợi lần đấu giá hội trọng đầu hí này lên sàn đấu giá cuối cùng nó sắp xuất hiện a à, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên một chút hồng hào huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng trong ánh mắt quang mang kỳ lạ lóe ra lẩm bẩm nói ngoài ra thiên xà phủ hắc khô mộ ở bên cạnh, tại thời điểm này nụ cười trên khuôn mặt cũng thu lại, ánh mắt vốn lười nhác, thay đổi giống như loài chim ưng sắc sảo đứng bật lên. Ba ba, trên bục thủy tinh, tên phách mại sư sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ hai tay. Mà cùng với tiếng vỗ tay vang lên, ở bên cạnh bục thủy tinh, bỗng nhiên phát sinh một trận âm thanh ca. Ca, chợt một vòng hàng rào bằng kim trúc năm, đen nhánh, chậm chạp dâng lên. Cuối cùng hoàn thành chu vi hình tròn đem cái bục bao quanh ở trong đó thậm chí, ngay cả khoảng không trên bục thủy tinh cũng do mảnh kim trúc kéo dài ra tạo thành một cái lọng chặt chẽ phủ xuống bên dưới. Ha ha, xin chư vị đừng quá lưu tâm lo ngại. Bây giờ, chúng tôi chỉ vì bảo vệ an toàn cho vật phẩm bán đấu giá nên sử dụng một chút biện pháp mà thôi. Nhìn nó như một thứ chuồng giam vừa xây xong. Tên phách mại sư hướng về phía mọi người cười cười. Hắn giải thích thêm, cái lao tù này là do hàn thiết đúc ra cho dù là đấu hoàng cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá bỏ được trong lúc nói chuyện cặp mắt tên phách mại sư đảo qua huyết tông thiên xà phủ nơi ghế thủ tịch cũng có thái độ dự tính với hai phương thế lực này ý tứ trong ngôn ngữ không cần nói cũng biết đối với họ hắn đặc biệt vạch rõ những người đại diện cho thế lực đó cũng chỉ thản nhiên cười cười không có để ý quá mức trong đấu giá hội năm ngoái chuyện ra tay cấp đoạt vật phẩm bán đấu giá đều không phải là không có xuất hiện qua cho nên bát phiến môn phải cẩn thận như vậy cũng là lẽ thường tình nếu không thì ở chính địa bàn của mình mà bị người ta đem đồ vật bức hiếp cướp đi còn gì là thể diện mà đứng ở tại hắc giác vực này sao lúc này đối với hành động quá mức cẩn thận của bát phiến môn tiêu viêm cũng giật mình một chút bất quá gã nhanh chóng tiếp thu liền khôi phục lại ở tại hắc giác vực này đây phát sinh chuyện gì không hợp thói thường cũng không cần phải cảm thấy quá ngạc nhiên. Chật chật, trong phòng đấu giá sao bỗng nhiên sinh ra nhiều khí tức ẩn tàng thế nhỉ? Ở một nơi nào đó trên tầng 2 thậm chí có một. Không, so với khí tức của Hải Ba Đông thì kém hơn. Chắc hẳn phải là môn chủ bát phiến môn thì phải. Hắc, xem ra bọn họ cũng lo lắng dư a giọng nói đùa dí dỏm của dược lão đột nhiên vang lên trong tâm trí tiêu viêm. Ách, nghe vậy. Tiêu viêm sửng sốt, ánh mắt đảo qua một số bóng mờ hắc bao ẩn từ bốn phía phòng đấu giá. Đôi mắt từng nhờ hỏa diễm tẩy lề qua đủ giúp gã nhìn thấy ở trong đó một ít hàn mang đen kịt mờ mờ ảo ảo. Cái kết cục của trọng đầu hí là như vậy sao? Lại có thể khiến cho bát phiến môn đối xử thận trọng như thế? Thậm chí ngay cả môn chủ cũng tự thân xuất mã tọa chấn. Tiêu viêm lắc lắc đầu trong lòng kinh ngạc nói. Ha ha, xem thêm đi sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Dược lão cười lắc đầu, trả lời. Hơi gật gật đầu, ánh mắt tiêu viêm tiếp tục nhìn lên trên bục thủy tinh, lúc này tên phách mại sư ấy. Giữa lúc hắn khom người cẩn thận từng ly từng tí từ trong tủ lấy ra một cái khay từ kim cỡ nửa xích sáu tại trung tâm cái khay từ kim đó. Ba bàn tay cao thấp tại hộp nhỏ hàn ngọc ngay ngắn vươn cao ở trong đó. Cái hộp có sẵn màu trắng nhạt tuy rằng đứng cách đó khá xa nhưng mọi người phía dưới vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trên hộp hàn ngọc phát ra bạch sắc hàn khí nhàn nhạt. Đây chính là hàn ngọc thượng đẳng nhất, mới đầy đủ hàn khí có công hiệu bảo tồn, là đan dược, nhìn thể tích của cái hộp nhỏ, lại nhìn cái loại phương thức bảo tồn chẳng hề xa lạ này. Tiêu viêm trước tiên ngẩn người ra, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh hoàng. Giá trị có thể siêu việt hơn hẳn địa giai đấu kỹ, loại vật phẩm này đẳng cấp sẽ ra sao? chậm rãi hít một ngụm lãnh khí, trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ, vật phẩm cấp bậc đó ít nhất là đan dược. Mới có thể như vậy a. À. Thất phẩm, từ trước đến nay, loại đẳng cấp đan dược này, cho dù là Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ từng gặp qua. Quả nhiên là hảo chủ nhân, chỉ bất quá ta đối với nó có cảm giác gì đó nhỉ? Trong thanh âm dược lão rất ngưng trọng cùng một chút nghi hoặc. Thất phẩm đan dược, luyện chế loại vật phẩm đẳng cấp này, thật sự là quá mức khó khăn nên hiểu rằng chính xác ngũ phẩm đan dược sinh ra. Liền có thể khiến một mảnh nhỏ thiên địa năng lượng dung truyền. Mà hồi tưởng lại năm đó, chính mình vào lúc luyện chế thành công loại thất phẩm đan dược này. Thiên địa dị tượng xuất hiện, cơ hồ giống như đi tới ngày tận thế vậy. Cực kỳ khủng khiếp, ở trên đấu khí đại lục, luyện dược sư có khả năng tư cách luyện chế thành công thất phẩm đan dược. Nếu có tồn tại thì cơ hồ như phượng mau lân giác. Những người này bây giờ đều là nhất đại tông sư cả cùng với sự xuất hiện của cái hộp hàn ngọc tất cả các phương thế lực tại đấu giá hội thân thể đều đột nhiên đứng thẳng hơn nữa trong ánh mắt không buồn che giấu sự tham lam gắt gao nhìn chòng chọc cái hộp hàn ngọc không để ý đến ánh mắt tham lam ở ngoài thiết lao bàn tay tên phách mại sư đầu bạc có phần run rẩy mang khay từ kim nhẹ nhàng đặt ở trên bục bán đấu giá ngón tay nhăn nheo cẩn thận từng ly từng tí đem nắp hộp mở ra Nhất thời, một cổ kim quang đột nhiên dữ dội phát ra ngoài. Kim quang đó vừa ra, đem toàn bộ phòng đấu giá đều chiếu sáng lên rực rỡ. Một số người trở tay không kịp, đều thay đổi thói quen không khép hai mắt lại. Tiêu viêm vẫn chưa bị kim quang làm ảnh hưởng đến hai mắt ánh mắt gã xuyên qua vành nón. Tập trung chặt chẽ tại cái bóng trong hộp ngọc trên bục thủy tinh. Nơi đó, một khỏa đan rực màu vàng cỡ như long nhãn, nằm ngay ngắn yên ổn ở trong đó mặt ngoài khỏa đan dược cực kỳ mượt mà hai dòng khí lưu màu vàng như tơ tằm ở bên trong đan dược lưu truyền bất định thỉnh thoảng đột nhiên bổ nhào ra nếu tinh tế nhìn kỹ qua dòng khí lưu màu vàng lại có thể hội tụ biến thành hai con kim sắc thần long nhỏ bé đan xen lẫn nhau tiếng lòng ngâm rất nhỏ chấn động xuyên qua không khí chậm rãi khuếch tán ra ngoài lòng uy khiến linh hồn kẻ nào nghe được đều không tự chủ được cảm thấy cổ sinh mệnh như đang run rẩy nhìn đàn khí ngưng tụ tạo thành long hình bên trong đan dược thân thể tiêu viêm nhịn không được hơi run rẩy đứng lên khuôn mặt gã dưới chiếc nón rộng vành khó mà che giấu vẻ chấn động đàn khí ngưng tụ thành linh hồn chỉ có thất phẩm và cao giai đan dược mới có dị tượng thay đổi toàn bộ phòng đấu giá đều ở trong tiếng long ngâm như ẩn như hiện rơi vào trạng thái tĩnh mịch như chết âm dương huyền long đan bên trong tĩnh mịch tiếng lầm nhầm trầm thấp của dược lão bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tiêu viêm chẳng qua trong tiếng thì thào đó tiêu viêm như thể nghe được đều có cực điểm âm trầm và giận dữ thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau